Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Canh Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Vậy ngũ hành niên mệnh Bích Thượng Thổ ngày Canh Tý, tức Can Sinh Chi, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày Cát. Vậy nạp âm Bích Thượng Thổ Kỷ Tuổi, Giáp Ngọ, Bính Ngọ ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần. Tuổi xung trong tháng: tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Và các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phúc, sao Thiên Tài, sao Giải Thần. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục, sao Thiên Hỏa, sao Nguyệt Phá, sao Thụ Tử, sao Hoang Vu, sao Thiên Tặc, sao Phi Ma Sát và sao Ngũ Hư. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Tây Bắc và Tài Thần hướng Tây Nam. Theo Khổng Minh, ngày 12 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này là ngày tốt, ngày thiên tài, nên xuất hành cầu tài thắng lợi, mọi việc được người giúp đỡ, mọi việc đều được thuận lợi. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan phù trợ, cho nên với bạn tuổi Tý nên dành thời gian để lập ra những kế hoạch trước khi bắt tay vào hành động. Nhờ thế mà bạn mới có thể tiến xa hơn trong công việc của mình. Có thể với bạn tuổi Tý, bạn nghĩ rằng việc này mất thời gian, nhưng thực tế là đang tiết kiệm thời gian cho bạn đó. Cái việc bắt đầu thực hiện việc gì đó có vẻ như là khó khăn vì bạn đang gặp chướng ngại trong kiểu như là tư duy lối mòn cũ kỹ. Thế nhưng bạn đừng có quên rằng việc đầu tư một chút để thay đổi có thể sẽ giúp cho bạn đạt được hiệu quả trong công việc tăng lên đáng kể sau đó. Ngày này xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này với bạn tuổi Tý không nên trị bệnh ở vai, do đó bản mệnh cần phải nhớ là tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, làm việc nhỏ đã rồi bạn mới làm việc lớn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hôm nay bạn nhớ quan tâm tới những điểm chi tiết nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Tý
thuộc mệnh hỏa, lời khuyên của ai đó chưa chắc đã có thể áp dụng vào trường hợp của bạn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, hãy thay đổi tư duy theo hướng của những người mà bạn tin rằng họ thành công. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, công việc không có trở ngại, bạn cảm thấy tự tin hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 35, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày của Tam Hội phù trợ. Cái điều này giúp cho bạn, bạn bè chính là chỗ dựa tuyệt vời của bạn trong ngày hôm nay. Và nhất là những người chia sẻ với bạn những ý tưởng, quan điểm, mục tiêu. Vậy thì đây là ngày để cho bạn kết nối và thắt chặt những mối quan hệ đó. Bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội của mình nhé bạn tuổi Sửu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, có những chướng ngại vật nào đó bất ngờ xuất hiện trong ngày hôm nay sẽ khiến cho bạn phải đặt ra câu hỏi về các quyết định cũng như là sự tự tin của mình. Dường như các nguồn lực của bạn chưa được sử dụng một cách đúng đắn, cũng như là một vài quyết định của bạn cần phải có sự xem xét lại cho kỹ lưỡng. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn không nên tham lam theo đuổi danh vọng mà quên việc chăm sóc cho bản thân. Việc tăng cân hoặc là giảm cân nhanh chóng đều là do bạn chịu áp lực quá nhiều đấy thôi. Bạn cần phải cho phép mình chút thời gian để nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại sức khỏe cho mình. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, ai đó nói lời tổn thương nhưng bạn không cần quá quan tâm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, những kỷ niệm đẹp trở về mang lại cho bạn niềm tin mới. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, không nên vội vàng tin theo ai trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào có thể xảy ra trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 36, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, hỗ trợ cho bạn đang có được nguồn năng lượng mới. Việc ở bên những người trẻ hơn mình sẽ đem lại cho bạn nhiều ý tưởng và động lực trong ngày mới. Nhờ thế mà bạn sẽ có thêm sự khích lệ về tinh thần và nỗ lực hơn để hoàn thành những công việc của mình nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng, và đây là dấu hiệu tốt cho việc cải thiện mối quan hệ của bản mệnh với những người xung quanh. Bạn cần phải tận dụng lúc này để dành thời gian chất lượng của mình với bạn bè, người thân, chớ có vừa nói chuyện vừa lại xem điện thoại bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, hãy lên kế hoạch cho việc đi du lịch ngắn hạn trong những vùng an toàn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, có một số việc sẽ thay đổi phù hợp theo ý của bạn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, hãy lên kế hoạch trước cho một việc cần phải làm.
Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, hãy nuôi dưỡng tâm hồn bạn bằng những cuốn sách hay. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nếu ai nhờ, bạn cần phải cố gắng giúp đỡ họ nhiệt tình. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 25, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn có sự vô lễ, cho nên bản mệnh đang có xu hướng nói những lời khó nghe. Bạn đang cố tỏ ra mình là người hiểu biết hơn một người lớn tuổi nào đó, và việc hơn thua này sẽ khiến cho mọi người không hài lòng về cách ứng xử thiếu khôn ngoan của bạn nữa rồi. Với bạn tuổi Mão, đôi khi bạn cần phải học cách từ bỏ cái tôi và nhìn nhận mọi việc một cách khách quan nếu như muốn tiến hành một công việc nào đó trong ngày khi có chính ấn chiếu mệnh. Dàn xếp, sẵn sàng để có thể hợp tác và chia sẻ lợi ích chung là một việc thực sự quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành trong con người, trong suy nghĩ của bạn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, dự báo cho bạn về tình hình tài chính sẽ được khởi sắc hơn trong những ngày qua. Thậm chí có người còn giúp đỡ cho bạn thoát khỏi những khó khăn liên quan tới vấn đề tiền bạc khi bạn ngỏ lời họ nữa. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, bạn cảm thấy bất an chủ yếu là do bạn kỳ vọng quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, hãy suy nghĩ đơn giản trong mọi việc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy tìm khoảng không gian riêng cho mình được nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tìm ra cách thức mới cho những việc cũ của bạn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nếu càng khiêm tốn, bạn sẽ càng dễ thành công hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 56, số 73, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này hỗ trợ cho nhân duyên của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay thêm phần được hanh thông tốt đẹp. Ngày này đối với những ai đang còn độc thân, đừng có từ chối lời mời hẹn hò. Bạn cần phải mở rộng lòng mình ra để đón nhận những cơ hội tốt đẹp đang chờ mình ở phía trước. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm, dự báo cho bạn có được một ngày thong thả, an vui hoặc ai đó mời ăn uống. Điều mà bạn vui nhất đó là tình cảm với người thân trong gia đình được cải thiện, trở nên hài hòa hơn. Những ai có con thì tìm được tiếng nói chung với con cái của mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp chút rắc rối liên quan tới vấn đề tiền bạc. Bạn đừng có quá lo lắng, vấn đề khá nhỏ và bạn chỉ cần ai đó giúp cho bạn là mọi việc sẽ như không có chuyện gì xảy ra mà thôi. Những ai đang tiêu xài hoang phí thì lúc này cũng là một lời cảnh báo cho bạn nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tình cảm của bạn càng ngày càng hanh thông. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ có những trải nghiệm thú vị trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, bạn được
củng cố niềm tin khi nghe những lời gợi ý từ ai đó. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, có ai đó mang lại cho bạn sự tự tin, tin tưởng và chắc chắn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cuộc sống của bạn an toàn và tĩnh lặng hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 38, số 49, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021, xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này có thể đẩy bạn tuổi Tỵ phải đảm nhiệm vai trò là người trọng tài, và rồi việc phải làm thế nào để có thể phân định một cách khách quan sẽ là thách thức đối với bạn trong ngày hôm nay. Hẳn nhiên, bạn đồng thời sẽ phải đối diện với một vài sự cám dỗ, đòi hỏi của bạn phải có sự suy nghĩ và lựa chọn thay vì làm theo mong muốn của chính mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có hỏa thủy xung khắc. Cái điều này sẽ không tốt cho những vấn đề liên quan tới tiền bạc của bản mệnh trong ngày hôm nay. Nhất là bạn đừng có để cho chúng gây ra những rắc rối liên quan tới mối quan hệ. Việc gì ra việc nấy, chớ nên nhập nhằng với nhau. Xem tử vi cho thấy, hôm nay với bà tuổi Tỵ, bạn nên kiêng cữ những việc như là chôn cất, cưới gả, xây cất về nhà cửa, trổ cửa, gắn cửa và các việc làm thủy lợi. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tình cảm trải qua năm tháng càng ngày càng vững bền, khăng khít hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, chớ có vội hài lòng, hãy không ngừng vươn lên. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, hãy lắng nghe lời khuyên của người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 52, số 66, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021, xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trong khi có một ngày làm việc vô cùng là hiệu quả ở nơi công sở thì dường như với bạn sẽ phải đối diện với một vài khó khăn nhô nhựa ở nơi gia đình do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu gây ra. Có lẽ với bạn tuổi Ngọ sẽ không thoát khỏi cảm giác đặt người thân trong gia đình với một nhân vật xa lạ nào đó lên bàn cân và có sự so sánh âm thầm nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, dự báo cho bạn có một ngày sẽ phải nỗ lực một chút để có thể thay đổi mình. Tuy có khó khăn nhưng là việc bạn cần phải làm thay vì sống theo guồng quay quen thuộc và chán nản với những điều cũ kỹ. Ngày này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có hỏa thủy xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bản mệnh không được chủ quan về phương diện sức khỏe của mình. Nếu như bạn thấy cơ thể có những dấu hiệu như là thiếu máu thì bạn nên dừng công việc ngay, đừng có cố gắng làm việc gì trong khi bạn chóng mặt, đau đầu. Ngoài ra, bạn phải phân bổ thời gian phù hợp để luôn được nghỉ ngơi đúng cách để sức khỏe của mình được cải thiện tốt hơn. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, dễ có xung đột chỉ vì một câu nói gây hiểu lầm. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, hãy lắng nghe người khác nói một cách chi tiết nhất có thể. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, hãy thử đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ
thuộc mệnh thổ, nghi ngờ sẽ giết chết tình yêu của hai người. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, hãy đối xử với người ta một cách chân thành nhất có thể. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 65, số 97, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại, cho nên với bạn tuổi Mùi không được chủ quan. Có một số việc tưởng như là xong xuôi nhưng cuối cùng lại xảy ra sự cố. Do đó, khi làm được nhiệm vụ nào thì bạn cần phải cẩn trọng kiểm tra hoặc là nhờ người khác kiểm soát lại vì có những lỗi bạn không tự mình nhận ra được. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Mùi có lẽ với bạn sẽ cần phải tỏ thái độ rõ ràng một chút nếu như muốn tiến hành một công việc gì đó trong ngày hôm nay, bởi vì mọi người xung quanh trong tâm lý muốn nghỉ ngơi và điều này vô tình làm gia tăng cảm giác căng thẳng, lo lắng cho bạn. Ngày này, với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, cái điều này cho thấy về tình hình sức khỏe của bạn cũng đang bị ảnh hưởng ít nhiều, có thể phần lớn là lý do thời tiết gây ra. Do đó, bản mệnh tuổi Mùi nên hạn chế đi ra ngoài trời, không quên uống nhiều nước thường xuyên và có thể ăn hoa quả để đủ chất, dễ hấp thu cho cơ thể. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, hãy giúp đỡ ai đó trong khả năng của mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, chớ có giận cá chém thớt mà làm hỏng việc lớn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, cơ hội chia đều cho tất cả mọi người, bạn phải đủ tinh ý mới nhìn nhận và nắm bắt thời cơ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, sức mạnh của bạn đến từ tập thể, đừng có tự làm mọi thứ một mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, không nên vội vàng nghe theo lời kể từ một phía của bất cứ ai. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 68, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này làm cho bạn có được sự liên kết với một nửa của mình trong ngày hôm nay ngày càng được khăng khít hơn. Bạn tin tưởng hơn khi có được chỗ dựa về tinh thần tuyệt vời. Họa còn đưa ra giúp cho bạn những lời khuyên chí lý khi bạn gặp phải những khó khăn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này hỗ trợ cho tình hình tài chính của bạn mệnh được cải thiện rõ rệt. Trong ngày này, đối với những ai làm kinh doanh, buôn bán, có được doanh thu tăng lên theo ngày. Thế nhưng, bạn cũng cần phải kiểm soát tốt dòng tiền ra vào. Nhiều khi có tiền thu nhưng lại không hẳn là bạn đã lãi đâu bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày này, bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về tình hình sức khỏe của bạn mệnh trong cái thời điểm này khá tốt. Nhìn chung, bạn không phải lo lắng điều gì nhiều, tâm thế tốt cho nên bạn luôn sẵn lòng buông bỏ những vấn đề không quan trọng gây ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, có kế hoạch tốt
để hỗ trợ cho bạn cải thiện về tình hình tài chính. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, không nên suy nghĩ quá nhiều khiến cho bạn sai hướng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, dù đang làm gì thì bạn cũng phải tin tưởng vào năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, có khó khăn thì hãy chia sẻ để được trợ lực. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 86, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với những trông đợi có thể sẽ không đến ngay lập tức giống như bạn kỳ vọng là do ảnh hưởng của ngũ hành Tý Dậu tương phá gây ra. Thậm chí với bạn tuổi Dậu trong ngày này sẽ phải mất thêm thời gian để chờ đợi. Tuy nhiên, những phần thưởng ở cuối con đường sẽ cho thấy rằng bạn không đi nhầm đường, nhầm hướng, mà điều này càng củng cố thêm quyết tâm và sự tự tin ở nơi bạn. Trong ngày này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có chính tài hỗ trợ cho những vấn đề liên quan tới tiền bạc được hanh thông. Vì thế, vừa mới nhận được lương cho nên bạn xử lý được nợ xấu, bớt lo lắng và có thể mua cho mình những món đồ mà bản thân mình yêu thích nữa rồi. Trong ngày này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng và đây là dấu hiệu tốt cho vấn đề liên quan tới sức khỏe của bản mệnh. Bạn nên cố gắng duy trì chế độ ăn uống đủ chất và ngủ đủ giấc, sâu giấc như hiện tại. Có như thế thì việc bạn hồi sức sau một ngày làm việc mệt mỏi sẽ vô cùng là dễ dàng. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hào hứng mỗi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, hãy đọc kỹ các giấy tờ trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, nhắc nhở ai đó tránh sai sót trong việc làm ảnh hưởng tới cả tập thể. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, có ai đó nâng đỡ, hỗ trợ cho cuộc sống của bạn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, hãy tìm và khám phá thêm những kiến thức để cải thiện công việc của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 78, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm, cho thấy đây cũng là ngày mà bạn tuổi Tuất có thể tìm thấy được sự hứng khởi, đam mê với một người nào đó hoặc là một việc gì đó. Hãy thực hiện những điều mà bản thân bạn chưa từng dám làm để có thêm trải nghiệm và cơ hội để khám phá. Ngày này, bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này dự báo về tình hình sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm. Có thể vì một thời gian dài bạn chịu áp lực, không được nghỉ ngơi thực sự, cho nên tinh thần không được tốt. Bạn nên dành chút thời gian cho riêng mình để được hoàn toàn nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng cuộc sống đi bạn tuổi Tuất nhé. Xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này, nhân thần ở ngón chân, do đó bản mệnh tuổi Tuất cần phải lưu ý là không nên làm tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, hào hứng mọi khi bắt tay vào công việc mới. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, có người mang lại cho bạn niềm vui và niềm tin mới. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, bạn được đền đáp công ơn xứng đáng với những gì mà mình đã làm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, có người ghi nhận và muốn trả ơn cho bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, hãy lắng nghe lời khuyên có ích
của những người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm. Vậy đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 87, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi trong ngày này có được sự chân thành, thật thà, cũng như là cách mà bạn tuổi Hợi cởi mở với một người nào đó nhờ có được sự che chở của ngũ hành tam hội phù trợ. Bạn tuổi Hợi, bạn cũng sẽ rơi vào một tình huống khó khăn, đòi hỏi bản thân phải cố gắng để học cách quản lý và giải quyết mọi việc sao cho hiệu quả nhất. Hẳn nhiên với bạn tuổi Hợi, bạn yêu thích những điều diễn ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở một phương diện nào đó, dường như bạn lại không thích những trách nhiệm đi kèm với nó, nhất là khi trong ngày đang gặp thiên quan ngăn trở, khiến cho bạn không có góc nhìn đúng đắn về một sự việc nào đó. Tuy nhiên, với bạn tuổi Hợi, bạn cũng cần phải cố gắng nỗ lực động viên mình nhiều hơn để có thể hoàn tất những trách nhiệm được giao phó nếu như bạn muốn có được phần thưởng giá trị đi kèm. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, đề phòng những đối tượng tiếp cận có ý đồ không lành mạnh. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, quan tâm nhiều hơn tới nửa kia của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, có được cơ hội phát tài nhanh chóng dựa vào vận may. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tự thân vận động, không nên nghĩ tới việc ăn may. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 88, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.